Xin chào các em đến buổi học trực tuyến hôm nay. Hôm nay thầy hướng dẫn các em bài tập thực hành 3 sách giáo khoa trang 39 sử dụng định lập for do. Yêu cầu kỹ năng là các em đọc hiểu chương trình có thể sử dụng dòng lập for do, viết được chương trình có sử dụng dòng lập for do, biết sử dụng câu lệnh ghép trong vòng lập. Tình huống 1, sử dụng câu lệnh lập for để viết chương trình in ra màn hình 50 dấu sao. Rồi khi các em viết chương trình thì nó sẽ in ra cái màn hình 50 dấu sao như thế này. Rồi câu 1, xác định bài toán. Input là không có, output là in ra. In ra cái gì đây? Rồi các em cho thầy biết in ra cái gì. Rồi chúng ta sẽ in ra màn hình 50 dấu sao. Phần B, viết chương trình khai báo biến. Như vậy thì chỗ này các em sẽ khai báo biến gì? Kiểu dữ liệu là integer. Câu C, hãy chọn các gợi ý để hoàn thành câu lệnh lập in ra màn hình 50 dấu sao như trên nhé. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh for i bằng 1 to 50 do write sao. Cái này là lập 50 lần và mỗi lần sẽ ghi ra màn hình một dấu sao. Như vậy thì cái lệnh này khi ghi xong thì nó sẽ in ra cho chúng ta là 50 dấu sao. Đây là chỉ là một câu lệnh lệnh riêng lẻ. Các em muốn viết được chương trình chạy thì nó phải có hoàn chỉnh, có phần khai báo biến đầy đủ mới được. Rồi các em vào câu 2. A, điền vào chỗ trống để hoàn thiện chương trình. Đây là chương trình in ra 50 dấu sao. Bây giờ các em quan sát trong sách ha. Trang 40. Rồi sau đó các em điền cho thầy trong vòng 3 phút. Rồi các em xem kết quả. Rồi các em xem kết quả. Có dòng thứ 3 chúng ta điền là G integer ở phần trước chúng ta có nói rồi. Tiếp theo dòng thứ 6 chúng ta sẽ điền là for 2.y bằng 1 to 50 do right sao. Như vậy thì đây sẽ là câu có lệnh hoàn chỉnh. Cho biết dòng lệnh thứ 7 có tác dụng gì. Đó. Rồi bây giờ các em suy nghĩ coi, write line, cái lệnh write line này có tác dụng gì. Cái phần trước, ở các bài trước thầy có nói rồi. Chúng ta xem lại ha. Rồi bây giờ thầy sẽ giải thích từng ý nghĩa của từng dòng luôn cho các em xem. Này rất là quan trọng ha. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của từng dòng thì chúng ta mới viết chương trình tốt được. Cái dòng thứ nhất, program là khai báo tên chương trình. Ở phần này là khai báo tên chương trình là sao 1. Tiếp tục cái dòng thứ 2, UCRT là khai báo thư viện. Và cái thư viện chúng ta đang khai báo là thư viện màn hình. Tiếp theo cái dòng thứ 3, VA là khai báo biến. Chúng ta đang khai báo biến G, kiểu dữ liệu là integer. Cái dòng thứ 4 là begin, là từ khóa bắt đầu thân chương trình. Dòng thứ 5 là cái lệnh clear, đây là lệnh xóa màn hình. Dòng thứ 6 là cái lệnh dòng lập for to do. Dòng thứ 7 là write line, khi gặp cái lệnh này thì con trỏ sẽ xuống dòng. Dòng thứ 8 là read line, là cái lệnh này là dừng màn hình lại. Lệnh này là quan trọng là dừng lại để chúng ta xem kết quả. Dòng thứ 9 là end, là thông báo là kết thúc chương trình. Rồi bây giờ cái chương trình này bây giờ thầy đã có viết rồi, bây giờ cho các em kiểm tra lại ha. Mở chương trình lên. Rồi đây, xem phóng to lên cho các em dễ xem. Đây là chương trình của chúng ta, in ra màn hình 50 dấu sao. Rồi các em viết sẽ y như thế này. Rồi chúng ta dùng cái lệnh là run. Run. Đó. Các em thấy là khi gặp cái lệnh write line thì con chó sẽ xuống dòng ha.
Rồi. Như vậy thì đề xuất ở câu 2 là gì? Các em hãy nhập lại chương trình trên kiểm tra sửa lỗi, chạy chương trình và xem kết quả. Nó các em chạy được giống như thầy hồi nãy thì cái này là kết quả chúng ta làm đúng ha. Tình huống 2, viết chương trình in ra màn hình 10 dòng, mỗi dòng có 50 dấu sao. Đây, các em in ra kết quả màn hình phải như thế này. Câu 3, xác định bài toán input là gì, output là gì. Các em tự điền cho thầy ha, trong vòng 2 phút. Rồi so với kết quả của thầy, rồi chúng ta xem kết quả. Input là không có. Output là hình chữ nhật có 10 dòng, mỗi dòng có 50 ngôi sao. Em hãy sử dụng các gợi ý để hoàn thành chương trình sau 2 nhé. Bây giờ các em xem các gợi ý ở câu 3 trang 40 thì chúng ta điền vào dòng 3, dòng 7, dòng 11, dòng 12. Rồi các em làm cái này trong vòng 5 phút. Rồi các em xem kết quả so với kết quả của thầy ha. Dòng 3 chúng ta điền pha easy integer. Dòng 7 chúng ta điền for y bằng 1 to 10 ru. Dòng 11 chúng ta dùng cái lệnh là write line. Dòng 12 chúng ta dùng cái lệnh end. Đây là chương trình in ra một cái giống như cái hình chữ nhật kia đó, có 10 dòng, mỗi dòng có 50 ngôi sao. Như vậy thì chúng ta quan sát nè, đây là câu lệnh ghép. Khi mà chương trình nó cái lệnh này, để thầy lấy cái đèn pin ra. Đây. Cái lệnh for z từ 1 đến 50. Khi mà nó in ra 50 ngôi sao trên một dòng thì nó tiếp tục thực hiện tiếp theo là write line là xuống dòng. Xuống dòng nó mới trở lại cái dòng lập trên này. Dòng lập 1. Lần thứ nhất là dòng lập 1 sẽ chạy là y bằng 1 thì sẽ thực hiện cái lệnh z đi từ 1 đến 50 in ra một hàng có 50 ngôi sao. Xuống hàng tiếp tục nó thực hiện cái lệnh xuống dòng, nó trở lại y bằng 2 thì nó cũng thực hiện cái lệnh là in ra 50 ngôi sao rồi xuống dòng. Như vậy thì có cái write line này xuống dòng, nếu mà các em không sử dụng write line này thì không có xuống dòng. Chúng ta có thể kiểm tra lại kết quả ha. Cái bài này thầy cũng có đánh sẵn rồi. Rồi phóng to lên. Rồi các em xem ha, y như trong cái phần sách giáo khoa của chúng ta. Đây là chương trình in ra màn hình năm một cái hình chữ nhật, mỗi dòng có 50 ngôi sao hoặc có 10 dòng. Run. Rồi. Lấy ví dụ trường hợp thầy không sử dụng cái lệnh write line này thì nó có ra được không? Thì nó sẽ không xuống dòng nghe các em. Đó, thì là bỏ cái lệnh write line này thì nó sẽ không xuống dòng mà nó chạy liên tục. À, thế giờ cái này nó coi như nó hết màn hình nó xuống thôi chứ nó không xuống dòng. Nhận xét bài toán trên sử dụng hai dòng lập. Dòng lập 2 được lồng vào dòng lập 1. Dòng lập 2 được đặt trong câu lệnh begin end, như thế gọi là câu lệnh ghép. Đề xuất 3, em hãy nhập lại chương trình trên, kiểm tra sửa lỗi, chạy chương trình và xem kết quả. Hướng dẫn thực hành tại nhà. Như vậy thì cái phần này là các em phải thực hiện trên máy vi tính. Trường hợp em nào không có máy vi tính thì các em có thể cài cái phần mềm Pascal and IDEA để chúng ta viết lập trình trên điện thoại cũng được ha. Cái phần mềm này là phần mềm các em cài trên điện thoại, các em lên CC Play các em cài. Thì phần này thầy sẽ ghi cái đường dẫn ở cái phần mô tả của cái video để các em có thể lên bấm tải về cho nó nhanh hơn ha. Hoặc là các em lên CC Play các em tìm cái phần mềm Pascal and IDEA thì nó ra xem cái tác giả là Mích Di nè. Thì sẵn thầy giới thiệu thêm về tác giả này. Cái em này tên thật là Trần Lê Di, là một cái học sinh lúc trước thầy có dạy ở trường Trung học cơ sở Vĩnh Hành.
hiện nay đã được hiện nay đang học đại học trường FPT và được cái học bổng toàn phần. Các em có thể xem thêm thông tin của anh này trên Google, các em tìm sẽ có. Các em gõ Trần Lê Duy nó sẽ ra ha. Các em làm thêm bài tập câu 4, câu 5, câu 6 trang 40, 41, 42. Rồi xin chào các em và hẹn gặp lại.